Hiện tiên xin chào quý ông bà cô chú buổi sáng ở mộ của chú Vũ Linh. Bây giờ đang có khán giả về viếng mộ rất là đông nè cô chú anh chị, nên là bây giờ đi xe 7 chỗ ha. Bây giờ là riêng cùng với mấy anh em vô mộ chú cô chú anh chị ơi. Con chào chú. Ở bên đây có hương này các chú. Dạ con chào chú. Chú ở Bình Dương. Anh đốt thuốc cho chú màu trắng rồi. Ba số năm trắng, ba số năm trắng, ba số năm anh đúng không anh? Cảm ơn anh nha. Không, ba số năm. Thì đây là một cái hai cái bưởi của vợ chồng đó thôi. Không, này khán giả ngày hôm qua. Hôm qua khán giả cũng Minh diễn nho hả? Diễn nho của chị cái gì? Áo vàng cúng dùng cho cậu hai bên Mỹ hai, bên Mỹ nữa. Áo vàng cúng cho cậu hai bên Mỹ sữa. Nó đẹp, cái gì đẹp. Mày chắc hơn mình lấy cái dĩa xuống để dĩa xuống đẹp hơn. Không cho nó gọn gọn thì nó đẹp. Mấy trái vừa rồi thấy lá không? Chú đi ra về mộ chú Vũ Linh buổi sáng của chú anh chị. Cái này là ngày 16 chủ nhật, 16 âm lịch. Qua chị Bích đi chùa hả? Đi chùa. Quay lên cái chị đăng lên cái dính đăng lên quay nữa. Nhạc á, nhạc Phật á phải không chị? Mà chị đi chùa Bình Dương hả? Đi chùa Châu Hới. À, chùa Châu Hới, nghe qua đông không chị? Cũng không đông mấy. Dạ. Không bằng chùa Cây Mít. Dạ. Đông lắm. Chùa Cây Mít nữa hả? Dạ. Cũng ở Bình Dương luôn hả chị? Chùa Cây Mít là ở Bình Dương, ở là chị. À, chỗ chợ Thái Bình Dương. Ừ. Chị, tức là chùa đó trồng mít nhiều ha, sao mà gọi là chùa Cây Mít? Chùa Cây Mít, chùa đó Phật nhiều lắm. À, vậy là cải. Vậy là chùa đó có liên quan Cây Mít không ta? Chứ vậy có chứ. Chị không biết cái sự tích sao mà. Hay là tượng Phật bằng cây mít ta? Phật nhiều lắm luôn. Bữa nay chị có đi chùa đó không?
bữa nay chị đi rồi, chị không đi nữa. Chị đi rồi hả? Bữa nay chị lên mộ. Bữa nay chị lên mộ. Ơi. Sữa nè. Ơi anh ơi. Nè. Anh. Nè. Anh ơi. Anh đây. Nói nghe nè. Gì không biết sao nha, em có cảm giác như nó có khi nào nó sập ở trong đó chút xíu người ta sao không thấy cái chậu này, cái trong cái lỗ âm dương nè. Càng ngày thấy nó càng xuống chút xíu. Vậy hả? Chứ không thấy nó cao lên. Anh có để ý với máy không? À, cái con gì sống ở trong đó kìa. Gì? Đó. Mà thiệt mà hổm em thấy nó còn cao cao. Hổm cao nó chỉa chỉa lên chứ cái này sao thấy. Này em thấy nó hơi lùn rồi. Ý là hiện tiên là phát hiện chuyện lạ là không biết là có bị sập lõ âm dương không à. Nó vô trọng nó sống rồi cô chú anh chị ơi. Nè nó nè, con chằn hiu. Con chằn hiu. Cái gì? Con chằn hiu nó sống con chằn hiu trong lõ âm dương lên rồi. Nó sống trọng rồi. Đó. Nè. Đó, đừng nói em anh không thấy nha. Ừ. Thấy chưa? Bắt ra. Rồi. Anh bắt ra luôn. Anh Ngọc. Anh sợ, anh nói con này cắn là bị hình tam giác. Ủa hình tam giác cũng như có khả năng chết nữa hả? Ui, ui. Ui, em sợ nhất con đó. Cái gì vậy? Ui. Nhảy rồi, nhảy rồi cô chú anh chị ơi. Hôm qua nó đậu đây nè. Nhớ không? Để ý chút xíu thì ra là nó có cái gì trong đây. Con nói là né đi nha đi. Thầy Tiên nói nè, không biết cái lỗ âm dương này bị sập xuống sao thấy nó càng ngày sập xuống ở giữa hả? Thấy không, ý là không cái bông cái lá này nè, thấy nó cũng hơi cao cao mà hay sao thấy nó hơi lùng lùng lại chứ. Sao ai ngờ nhìn thấy cái có cái con đó. Mà thiệt mà em có để, anh thấy để ý không? Không biết là do em nhìn hay sao? Không mà cái này đẹp thì nó đẹp. Ừ, đẹp. Nhìn hỏi em thấy nó cũng hơi cao cao lá hay là bị con này kia ăn. Thầy Tiên sợ con này lắm nè, thấy cái con này trong nhà tắm là không dám tắm luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Con gì? Cái con chằn hiu đó. Chằn hiu đó chị. À đúng rồi. Nó hơi nhảy, nó nhảy một cái nó văng nước tùm lum luôn á. Nó nhảy sao đó. Ừ. Dạ chào chị. Em chào chị. Chị ngang bên đây nè chị. Ngang bên hủ bên đây nè chị. À chị hấp rồi ha. Hồi nãy với Minh kêu hai chị em. Giờ chị đi về. Cái gì mà Duy Minh kia là chị em? Hai mẹ con. Con gái của chị đúng không? Đúng rồi. Bé ra đéo phương đi bé. Không, hồi nãy là chị có giếng đi rồi. À, vô rồi. Vô giờ rồi, chị chào chú trước khi về. Hai chị. Chị chắc là chị cũng có đến đây mấy lần rồi ha? Mấy lần rồi. Dạ. Dạ. Đi lúc chưa làm mộ. Dạ. Đi chút lâu rồi chưa làm mộ luôn. Và tới đây cái video của Hiền Tiên xin kết thúc. Cô chú anh chị ơi, chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi sáng tốt lành nha. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành của chú anh chị trong những cái video sau ha. Chắc là mình cũng có người thân trong đây hả chị? Đâu có đâu. Ủa? Thì chị là chị chỉ hâm mộ chú thôi. Ừ. Dạ. Vậy là hôm nay chị đến với con gái mình ở đâu? Quê ở Đắk Lắk mà làm ở Đồng Nai. Đồng Nai mà mình ở Long Thành ha, là Long Khánh hay là Biên Hòa? Tam Phước. Tam Phước. Ở chị ở chứ.